Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 21 tháng 6 của Dusanvina. Bản tin trưa này sẽ có những nội dung chính như sau. Tham gia tham luận và triển lãm gian hàng tại hội thảo kết nối ngành cơ khí. Bộ phận CSR công ty mẹ tiến hành chương trình đào tạo CSR tại Dusanvina. 15.500ml máu vừa được hiến tặng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Dusanvina đã tham gia hội thảo triển lãm kết nối cung cầu ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do Vụ Công nghiệp nặng và Báo Công thương thuộc Bộ Công thương tổ chức đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp ngành cơ khí, công nghiệp hỗ trợ quan tâm. Dusanvina tham gia hội thảo lần này gồm có Phó Tổng Giám đốc Sản xuất, Trưởng phòng Truyền thông và đại diện các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương cùng với lãnh đạo các sở ban ngành, các cơ quan thông tấn báo chí và hơn 200 doanh nghiệp ngành cơ khí, công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước. Tại hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe tham luận của Vụ Công nghiệp nặng về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam trong thời gian tới, tăng cường kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp trong ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp có nhu cầu và nhiều nội dung khác, góp phần thực hiện mục tiêu chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tham gia phát biểu tại hội thảo, đại diện Dusanvina, Phó Tổng Giám đốc Sản xuất, ông Kim Jun Su đã khẳng định thế mạnh của Dusanvina trong lĩnh vực cơ khí, đồng thời nêu ra một số kiến nghị về cơ chế và giải pháp đối với nhà nước nhằm tạo điều kiện thúc đẩy ngành công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ phát triển một cách nhanh chóng và bền vững. Bên cạnh đó, một số kiến nghị trong công tác quản lý giám sát và các biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư không tuân thủ quy định của chính phủ cũng đã được đưa ra. Tại đây, Dusanvina cũng đã có một gian hàng trưng bày để giới thiệu sản phẩm và ngành nghề hoạt động của mình. Gian hàng được bày trí khá bắt mắt và tạo được ấn tượng mạnh mẽ đối với khách tham quan hội nghị. Một chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về công tác từ thiện đã được tổ chức nhằm thống nhất cách thực hiện cũng như hiểu rõ mối liên kết công việc của mỗi người với các chương trình từ thiện. Chương trình đào tạo đã được triển khai đến gần 300 người lao động thuộc Dusanvina từ cấp bậc tổ trưởng trở lên, bao gồm cả lãnh đạo cấp cao. Chương trình đào tạo diễn ra trong ngày 14 tháng 6 và được chia làm 3 phiên, bao gồm một phiên dành cho cấp bậc giám đốc khối trở lên, một phiên dành cho những người hàng còn lại và một phiên dành cho tất cả các trưởng phòng, trưởng nhánh, quản đốc và tổ trưởng.
Trong mỗi phiên, các học viên đều được bộ phận CSR công ty mẹ truyền đạt một số điểm kiến thức nhằm giúp một người hiểu rõ hơn về hoạt động CSR mà tập đoàn Doosan cũng như Doosan Vina đang hướng tới, nắm bắt được hoạt động CSR và liên kết được công việc mình đang phụ trách về vấn đề CSR, đồng thời nâng cao nhận thức về lĩnh vực CSR. Đây không phải là việc riêng của bộ phận CSR mà nó phải được thực hiện gắn liền với công việc của tất cả các bộ phận khác. Nội dung của khóa đào tạo xoay quanh khái niệm căn bản về CSR, khuynh hướng hoạt động CSR toàn cầu, tiền lệ xúc tiến CSR của doanh nghiệp toàn cầu, cơ cấu tổ chức xúc tiến CSR của tập đoàn Doosan, hoạt động xúc tiến CSR trong năm 2015, quy trình thẩm định vấn đề phát sinh, chủ đề chung của tập đoàn, kế hoạch hoạt động CSR trong năm 2016 của tập đoàn, giới thiệu phòng CSR và hoạt động của DHI và tìm hiểu chỉ tiêu thẩm định CSR của tập đoàn. Đây là một trong những nội dung đào tạo khá mới mẻ và lần đầu tiên được tổ chức tại Doosan Vina. Chương trình đào tạo này sẽ giúp cho các hoạt động CSR được đồng bộ và thống nhất trên tất cả các chi nhánh trên toàn cầu. Tổng cộng 15.500ml máu đã được 62 công nhân viên Doosan Vina hiến tặng cho ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trong ngày 11 tháng 6 vừa qua. Tiếp nối các chuỗi hoạt động tình nguyện diễn ra liên tục trong năm, Doosan Vina vừa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 4 vào sáng ngày 11 tháng 6, với tổng cộng 15.500ml máu đã được bổ sung vào ngân hàng máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Tham gia vào đợt hiến máu nhân đạo lần này là 62 công nhân viên Doosan Vina đến từ nhiều phòng ban khác nhau. Họ với cùng một tấm lòng đem giọt máu hồng của mình san sẻ đến những ai đang cần chúng. Đặc biệt, chương trình năm nay sẽ có đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến địa điểm tổ chức để khích lệ tinh thần đoàn tình nguyện. Bắt đầu từ 7 giờ sáng, các tình nguyện viên này đã có mặt tại khoa huyết học Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để tiến hành thủ tục hiến máu. Trong đó, mỗi ca hiến máu ít nhất là 250ml. Trong số các công nhân viên tham gia hiến máu lần này, có những người đã hiến rất nhiều lần, tỷ lệ hiến máu từ lần thứ 3 trở lên chiếm đại đa số. Điều đó cho thấy tinh thần chia sẻ cộng đồng đang lan rộng trong công nhân viên của chúng ta. Đợt hiến máu này đặc biệt có ý nghĩa khi theo trưởng khoa huyết học của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi thì hiện tại ngân hàng máu của bệnh viện đã hết. Đây là đợt hiến máu tình nguyện lần thứ tư tính từ năm 2013 đến nay. Chương trình đã thu hút tổng cộng 183 công nhân viên tham gia và bổ sung 45.750cc máu dùng trong quá trình cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn theo dõi đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa của Doosan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời quý vị và các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Doosan Vina DVTV V7N46. Đồng thời, quý vị và các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin mới nhất về Doosan Vina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Doosan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.